Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác. Ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền sẽ mạnh dần lên ở mức cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục dồn xuống phía Nam, nén và làm đầy vùng áp thấp. Toàn Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nắng nóng sẽ chấm dứt. Mưa xuống sau những ngày nắng nóng rất dễ kèm theo hiện tượng gió giật, lốc, sét và mưa đá. Sẽ có mưa xuống, nhiệt độ và lượng mưa tạm giảm trong ngày mai. Tuy nhiên sau đó là từ ngày kia, mưa sẽ lại gia tăng khi không khí lạnh có dấu hiệu tăng cường trở lại. Do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm đáng kể, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt cao nhất chỉ từ 27 cho đến 30 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ ở mức cao hơn trong khoảng 30 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Lui xuống Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm qua mưa to đến mưa rất to đã diễn ra tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối ngày hôm qua đến 3 giờ sáng ngày hôm nay có nơi trên 100mm, như là tại khu vực của Thạch Xuân, Hà Tĩnh 105mm, Thượng Hóa, Quảng Bình 129mm. Dự báo từ ngày hôm nay, vùng mưa sẽ tiếp tục lan dần xuống các khu vực Trung Trung Bộ. Nhờ có mưa, khả năng nắng nóng cũng sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Nhiệt độ trong những ngày tới khá dễ chịu, ban ngày đôi lúc có nắng, cao nhất trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Riêng khu vực các tỉnh như là Bình Định, Phú Yên trong ngày hôm nay, nắng nóng chưa dứt hẳn nhưng cường độ cũng sẽ suy giảm. Nhiệt độ dao động xung quanh ngưỡng từ 33 cho đến 35 độ và từ ngày mai khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to nên nhiệt độ sẽ giảm thêm từ 2 đến 3 độ. Lui xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong những ngày tới, gió Tây đến Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa sẽ tăng nhiều hơn. Và chủ yếu tập trung vào chiều tối, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Người dân các khu vực này cần hết sức lưu ý với khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ tại hai khu vực này ngày hôm nay cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất trong ngày tại khu vực của Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 34 độ, còn với các khu vực của Nam Bộ là từ 32 cho đến 35 độ. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Với thời tiết của khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày toàn khu vực của Bắc Bộ trời sẽ có nhiều mây, những cơn mưa nhỏ và mưa rào sẽ xuất hiện rải rác trên toàn khu vực của Bắc Bộ, trong đó mưa to sẽ tập trung chính tại các khu vực của Trung Du, vùng núi phía Bắc, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng và Ven Biển, bao gồm các khu vực của Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 50mm. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to trên 70mm. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác cũng sẽ xuất hiện tại các khu vực còn lại như là khu vực của Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải hết sức đề phòng với lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa sẽ xuất hiện nhiều vào buổi sáng và sẽ có xu hướng giảm dần vào buổi chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Còn với các khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, gió Đông Bắc ở mức cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có gió mạnh cấp 3, cấp 4. Đến tối và đêm nay, mưa giảm nhanh, toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến sẽ tạnh ráo, ít mưa, mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại một số khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình,
và một số các khu vực vùng núi của Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang. Cục bộ một số khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện rải rác, một vài nơi về đêm và rạng sáng tại một số khu vực của Lạng Sơn, Hòa Bình. Tuy nhiên, lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trong tối và đêm ngày hôm nay phổ biến sẽ tạnh ráo và không mưa, trời nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Các khu vực vùng núi nhiệt độ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại các khu vực của Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn La. Cục bộ sẽ có những điểm xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, phổ biến sẽ tạnh ráo, ít mưa. Mưa nhỏ vẫn sẽ xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi. Tuy nhiên, lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, mưa sẽ chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng và sẽ giảm dần về buổi chiều. Về chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện rải rác tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ như là khu vực của Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và một số khu vực ở Hòa Bình. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến, trời có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các khu vực của Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận phổ biến tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Dự báo từ ngày thứ Tư mùng 10 tháng 5, một đợt mưa rào và mưa dông mới sẽ tiếp tục xuất hiện quay trở lại trên diện rộng tại hầu khắp tất cả các tỉnh thành khu vực phía Tây Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài cho tới ngày 15 tháng 5. Những thông tin chi tiết và chính xác nhất về đợt mưa dông này, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xuống đến thời tiết của khu vực Trung Bộ, với thời tiết của các khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay ban ngày, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời sẽ có nhiều mây. Những cơn mưa rào với lượng mưa vừa, mưa to sẽ diễn ra trên diện rộng tại hầu khắp các khu vực ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đó, mưa to đến rất to sẽ tập trung chính tại các khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có nơi trên 30 độ, gió Bắc đến Tây Bắc ở mức cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, người dân cũng cần phải hết sức đề phòng với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đến tối và đêm nay, mưa sẽ giảm nhanh. Toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác chủ yếu còn xuất hiện tại các khu vực của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số khu vực ven biển của Thanh Hóa. Khu vực của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến tạnh ráo, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, thì lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, cục bộ một số khu vực ven biển của Hà Tĩnh và Quảng Bình có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Thời gian mưa chủ yếu vào buổi chiều và chiều tối. Về chiều tối, một số khu vực vùng núi phía Tây giáp danh với biên giới của Thanh Hóa, Nghệ An cũng có thể sẽ xuất hiện mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trời sẽ có nhiều mây, tạnh ráo và không mưa. Mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại một số các khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian diễn ra mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ.
Dự báo từ ngày thứ Tư mùng 10 tháng 5, một đợt mưa rào và mưa dông mới trên diện rộng sẽ diễn ra tại hầu khắp các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Cục bộ sẽ có nhiều điểm xuất hiện mưa to đến mưa rất to. Dự báo mưa đợt này có thể kéo dài cho tới ngày 15 tháng 5, trong đó mưa to sẽ tập trung chính trong các ngày mùng 10 và ngày 12 tháng 5. Về nền nhiệt độ, từ ngày 10 tháng 5 trở đi, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ ổn định ở mức cao nhất trong ngày, dao động trong khoảng từ 28 cho đến 32 độ và sẽ duy trì trong những ngày sau đó. Xuống đến thời tiết của các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, ban ngày còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến trời sẽ có mây và nắng gián đoạn. Đến buổi chiều và chiều tối mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại các khu vực của Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Cục bộ sẽ có những điểm xuất hiện mưa to và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ cũng sẽ xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi. Tại một số các khu vực ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tập trung chủ yếu tại các khu vực vùng núi phía Tây. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện thoáng qua một vài nơi tại khu vực của Phú Yên. Tuy nhiên thì lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!